Chuyến hàng quốc tế đầu tiên hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả cơn bão số 3 do chính phủ Úc hỗ trợ đã tới Việt Nam, với tổng giá trị gần 49.000 đô la Úc. Ngay sau khi được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và Cục Quản lý Đê điều nhận làm thủ tục tiếp nhận, chuyến hàng viện trợ đã được vận chuyển về tỉnh và sau đó địa phương đã tổ chức phân phát cho người dân bị thiệt hại nặng nề tại thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Chuyến hàng viện trợ khẩn cấp do chính phủ Úc trao tặng bao gồm dụng cụ vệ sinh cá nhân, dụng cụ bếp, mền 600 cái, dụng cụ sửa chữa nhà cửa, thảm ngủ, tấm bạc che, mùng. Đây là một phần trong số hàng cứu trợ nằm trong cam kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với các tổ chức quốc tế cứu trợ khẩn cấp người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 Yagi. Tính đến 18 giờ ngày 14 tháng 9, Ban vận động cứu trợ tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ và đăng ký ủng hộ của 657 tập thể và cá nhân với số tiền gần 70,5 tỷ đồng, trong đó đã tiếp nhận trên 50,7 tỷ đồng. Việc tiếp nhận và phân bổ kịp thời các nguồn lực hỗ trợ đến người dân đang được tỉnh Yên Bái triển khai khẩn trương, góp phần quan trọng giúp cho người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Vào sáng hôm qua đã có 436 trên 442 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã cho học sinh quay trở lại trường học, còn 5 trường và 1 điểm trường học sinh chưa đi học được. Trước đó do mưa bão đã có 2 giáo viên, 8 học sinh của tỉnh Yên Bái thiệt mạng, 2 học sinh bị thương, 28 cơ sở giáo dục bị ngập lụt, 37 cơ sở giáo dục bị sạt lở.